Theo số liệu Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, quý 1 năm 2024, Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch kỳ vọng năm 2024 đạt trên 18 triệu lượt khách đến Việt Nam, từ đó tạo lực đẩy cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi. Thời gian vừa qua, nhiều khu nghỉ dưỡng đã liên tiếp khai trương. Mới đây nhất, Wyndham Garden Sonaci Vân Đồn là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Với quy mô 200 phòng khách sạn và các biệt thự biển, khu nghỉ dưỡng này được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự kiến nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng năm 2024 có cơ hội cải thiện khoảng 20% so với năm 2023. Với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp phát triển dự án sẽ có động lực đẩy nhanh tiến độ, bơm thêm nguồn cung bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng mới vào thị trường. Nghị định 10 về tháo gỡ cho hoạt động cấp sổ hồng của loại hình condotel, officetel, thời gian tới cũng sẽ có độ ngấm nhất định, đem lại hy vọng cho chủ đầu tư và nhà đầu tư, từ đó hỗ trợ sự bứt phá trở lại.